Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024, từ thành phố Thủ Đức. Hôm nay tôi nhấn mạnh chữ Thủ Đức là tại vì hôm kia thứ Năm xảy ra tai nạn ở Bồng Bên, Phú Mỹ. Xe container cán chết hai người lái xe máy. Hai sinh viên nữ trẻ đẹp đã bị cán chết. Chuyện này làm tôi rất là phân vân, có nên góp ý trực tiếp hay không? Có nên kiến nghị để cho lãnh đạo của thành phố Thủ Đức cân nhắc như thế nào về vấn đề giao thông hay không? Quý khán giả biết Bồng Bên Phú Mỹ là Bồng Bên nhiều người nói rất nguy hiểm. Có lẽ là Bồng Bên nguy hiểm nhất của đất nước này. Bồng Bên này đã xảy ra không biết bao nhiêu là tai nạn và không biết bao nhiêu người đã bị tử vong. Nhưng ở ngay Bồng Bên này không hề có một đèn xanh đèn đỏ nào hết. Và cũng không có đường để quay xe luôn. Container, những xe tải lớn chạy từ xa về thì cứ vậy mà tìm bằng mọi cách vào trong cảng á, đậu lai láng dài cả hai chiều. Chiều từ bên phía Bồng Bên Phú Mỹ đi về phía của Bình Dương, rồi chiều từ bên phía cầu Bồng Bên Phú Mỹ đi qua cầu Phú Mỹ. Phải nói lúc nào ban chiều tối cũng kẹt xe kinh khủng lắm. Và cách chạy của các tài xế container thì thật kinh khủng lắm. Ai mà đi qua đoạn đường này, nhất là các xe máy, thì niệm Phật cầu trời sao đi qua được bằng an. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra, một Bồng Bên nguy hiểm như vậy mà bao nhiêu năm trời cũng không có một biện pháp nào hay sao? Lạ nhỉ? Thành phố Thủ Đức là một thành phố đang phát triển rất là nổi tiếng. Và thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố giàu có đầu tàu của đất nước Việt Nam. Chẳng lẽ lại để cảnh như thế này cứ tiếp diễn mãi à? Sao không làm một gì đó? Thí dụ như là một con cầu vượt hoặc là gì đó, một đèn xanh đèn đỏ, có cảnh sát giao thông phối hợp giao thông. Hoặc là tôi thấy họ có làm một cái số đường ở trong, nhưng chỉ để cho các container đậu thôi. Họ không tính cái con đường mà làm như thế nào để cho những xe không cần thiết quay xe lại. Cũng không có làm cái chữ U trước khi tới cái Bồng Bên đó. Tại sao không làm trước đó đi, để sao để xe quay không cần thiết phải tới nơi đó, nhất là khi thấy có gì đó kinh khủng quá, tai nạn rồi đó thì họ có thể họ quay xe liền. Nhưng cũng không làm, làm sao để rồi khi mà tai nạn xảy ra đó thì từ Bồng Bên đó kẹt qua tới Bồng Bên ở đây luôn, rồi kẹt xuống như kia luôn, bao nhiêu tiếng đồng hồ. Người dân đi qua các Bồng Bên hãi sợ cầu trời khấn Phật như thế nào đó để được an toàn. Về đây tôi thấy cảnh giao thông của Việt Nam ớn sợ thiệt. Sợ xanh mặt luôn. Những vấn đề gai góc như thế mà không giải quyết. Cỡ như thế bên Mỹ, xin lỗi lãnh đạo Thủ Đức, mà chuyện xảy ra như vậy mà không giải quyết, họ kiện luôn cả thành phố vì tội bất cẩn để chết người. Wrongful death action. Thành phố gì mà để cho cái cảnh như thế xảy ra, không phải một ngày hai bữa mà ngày này sang tháng khác, năm này sang năm nọ là không có được. Rồi hôm nọ tôi cũng đi trong Thủ Đức, tôi đi qua bên phía của phía Tăng Nhân Phú, rồi có cái chỗ khu công nghiệp đi qua bên kia đó.
đi từ Đắk Nông về mà kẹt xe ở nơi đó là gần 2 tiếng đồng hồ chỉ vì cái mục đèn xanh đèn đỏ. Là vì cái cách mà điều phối đèn xanh đèn đỏ đó thì họ điều phối thì sao tôi chả hiểu nữa. Nên các xe đó họ cũng lúng túng và họ không biết cậu trái cậu phải cậu như thế nào hết á. Thì cứ nấn na người này sang người khác, cuối cùng là cứ kẹt dài 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 như vậy. Khi mà đi Đắk Nông về đó, mà nếu mà lấy tuyến đường đó thì sợ xanh mặt. Tôi có nói với bà xã Kim Ngân của tôi ở bên Mỹ mà cái cảnh này thì ông Bộ trưởng Bộ Giao thông ngày hôm sau đi ra khỏi chức vụ liền. Và ở thành phố đó thì lãnh đạo thành phố sẽ bị người ta đưa lên mặt báo phê bình ngay. Một đất nước đang phát triển, con người rất thông minh, đủ thứ, đủ sự hết. Chẳng lẽ điều phối một cái đèn xanh đèn đỏ không xong thì ngồi cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông làm cái gì? Ngồi ở cương vị lãnh đạo của thành phố để làm cái gì? Lãnh đạo của thành phố là để phục vụ dân, và khi mình đi tới mình thấy mình phải tìm cách chỉ đạo liền giải quyết vấn đề. Chứ cứ ngày này sang tháng nọ coi như chuyện đó là của ai đó. Dân cứ tha hồ mà chịu trận với vấn đề giao thông. Chưa nói đến vấn đề mà triều dân thì nước ngập lên chút xíu xíu thôi thì sao? Không đi nổi luôn. Và tôi cũng đã thú thiệt rồi, đây là một trong những lý do chính yếu tôi bán nhà tôi đi nơi khác, lên Đắk Nông. Sống như vậy tôi cảm thấy rất là ngột ngạt. Nói ra đó thì nhiều khi người ta nói ông Hoàng Duy Hùng về Việt Nam này góp ý nhiều cái chuyện quá thì coi chừng. Không nói thì bức xúc lắm. Tính tôi mà thấy cái chuyện chướng tai gai mắt mà không nói thì chịu không nổi. Lòng nó bực dọc đủ thứ. Nên hôm nay tôi mạo muội kiến nghị đến lãnh đạo Thủ Đức. Kiến nghị đó. Và tôi cũng kiến nghị lên trên Thủ tướng Phạm Minh Chính coi cái ông Bộ trưởng Bộ Giao thông để cái chuyện gì như thế nào. Lạ thì thôi, nhất là cái bồng bên Phú Mỹ. Chuyện không phải mới xảy ra. Là ngày này sang tháng nọ, năm này sang năm kia, mấy chục năm trời rồi, biết bao nhiêu tai nạn rồi. Hôm kia tai nạn xe container cán hai sinh viên, hai nữ sinh viên, cho con ăn học lên tới đó là tự nhiên cái để xe cán chết như vậy à, lãng xẹt đau đớn cho các cha mẹ vô cùng. Tuyến đường đó các sinh viên cần phải đi nữa. Nên tôi cảm thấy rằng là phải giải quyết vấn đề ở bồng bên Phú Mỹ. Và các cái đèn xanh đèn đỏ gì đó mà cái ngã ba mà không giải quyết được thì Bộ trưởng Bộ Giao thông từ chức đi. Vấn đề đó bên Mỹ họ nghiên cứu xong, hầu hết họ giải quyết cái vấn đề mà gọi là đi bao nhiêu giây, bao nhiêu giờ rồi gì. Chính xác, không có cái chuyện gọi là lộn tung phèo lên, không biết đường đi rồi kẹt xe như thế. Biết rằng cơ sở vật chất của chúng ta, hạ tầng cơ sở về đường xa thì không bằng bên Mỹ được, chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta còn nghèo hơn họ nhiều lắm. Nhưng mà đây không phải là vấn đề cơ sở vật chất, mà đây là vấn đề điều hành. Điều hành thì tại sao không có một người điều hành cho đàng hoàng một? Thí dụ như giờ phút cao điểm thì có cảnh sát giao thông nơi đó để giữ trật tự. Nhưng không có. Biết rằng giữ trật tự có cảnh sát giao thông thì tốn ngân sách, nhưng mà nhiều chuyện khác có thể chi được, huống chi ba cái thứ này. Cảnh sát giao thông giữ mấy giờ bao nhiêu tiếng đó thì cũng mấy triệu một ngày thôi, tối đa mà. Nên tôi thấy rằng sự bức xúc này tôi phải nói thôi. Chưa kể những cái đoạn đường như từ đây qua Liên Phường có mấy cái ổ gà đó. Vậy mà tôi về đây 2 năm rồi không có thể tráng được. Mà hiểu sao? Xe chạy cứ cà rút qua cái đó, xong, ổ gà.
chắc mai mà nay mai nó sẽ dần dần tiến tới ổ trâu. Tôi phải nói là vui mừng và khen ngợi vì con cầu Tân Phú gì đó vừa mới xong đi rất là ngon. Nhưng mà những cái đoạn trước á, ổ gà, ổ trâu, chắc nay mai nên tới ổ voi luôn. Hôm nay tôi bức xúc, tôi kiến nghị. Tôi cũng phải kiến nghị vào rằng là tôi sắp sửa dời lên Đắk Nông, nhưng tôi kiến nghị để cho những người ở lại họ được dễ dàng trong vấn đề giao thông. Đó là sự chân thành, mong muốn có sự thay đổi về hạ tầng cơ sở ở thành phố Thủ Đức. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.